Phương đang nhắm các anh chị. Ở buổi trưa mình cũng nhiều thành viên mới. Dạ rồi, biết ơn cả nhà, các anh chị có thể hạ tay xuống giúp Phương ạ. Rất là biết ơn, một lần nữa rất là biết ơn sự hiện diện của cả nhà mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Đặc biệt đó là biết ơn những anh chị người học viên cũ, cũng như những nhân mặt của mình đã giới thiệu các anh chị vào đây, để chúng ta cùng nhau hướng đến sức khỏe hai cả nhà, cùng nhau hướng đến một sự khỏe mạnh. Một lần nữa rất là chi ân đến các anh chị học viên cũ và cũng như là các nhân vật của mình ạ. Và đặc biệt rất là biết ơn những người thân của các anh chị đã sắp xếp để các anh chị có thể dành thời gian vào đây cùng nhau tập luyện thời gian đợi cố. Rồi, chúng ta sẽ có một cái hành trình nha cả nhà. Các anh chị học thấu hiểu nội tâm thì mình cũng có một cái lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm. Nào, xin nhé. Bây giờ mình học thời gian đợi cố á, thì mình cũng có một cái hành trình hay cả nhà, một cái hành trình gọi là 21 ngày thay gân đổi cốt. Các anh chị có thể ghi vào được. Cả nhà cho Phương hỏi, cả nhà thấy cái bảng của Phương rõ hơn chưa? Thấy Phương bóp lại lần ha. Giờ Phương bóp lại cái hình của Phương lại. Rõ như thế này. Dạ, cho Phương bóp lại. Phương thấy còn một anh chị giơ tay là chị Tuyền nè. Là chị muốn vô luôn sao chị? Nãy giờ quên tắt xuống. Ủa này. Rồi. Hành trình 21 ngày thay gân đổi cốt. Rồi, trong xuyên suốt 21 buổi ở cả nhà, 21 ngày liên tục, chúng ta sẽ có một cái lộ trình. Thì những buổi đầu á, thì chúng ta sẽ tập trung về cái phần thông tin. Về phần thông tin một tí xíu về cái thay gân đổi cốt, về cái việc đó là các anh chị hiểu về sức khỏe như thế nào, là cái nguyên lý vận hành của cơ thể nào. Rồi những buổi sau á, mình sẽ nhận việc khí ha. Trong hành trình này á, mình sẽ có nhận việc khí. Ở đây tôi sẽ chúc mừng các anh chị người mới ở đây nè. Ai mà nhận được khí rồi á, sức khỏe sẽ thay đổi, sức mạnh thay đổi ngay tức tắc ngay lúc đó luôn khi mà các anh chị nhận được khí. Rồi xong lộ trình nhận được khí á, mình sẽ vào lộ trình của thay gân đổi cốt. Chúng ta sẽ kết hợp với 12 động tác tập thay gân đổi cốt. Thì lúc này gân cơ của chúng ta sẽ khỏe mạnh dần lên và chúng ta sẽ đạt được cái yếu tố giàu thể chất trong những ngày này. Rất là kỳ vọng là 21 ngày này á, cả nhà mình cùng nhau đồng hành cùng với Phương trong xuyên suốt 21 ngày này để chúng ta xong một cái hành trình. Nhưng mà mình sẽ không dừng lại ở đó nha cả nhà. Và một lần nữa rất là kỳ vọng là các anh chị đồng hành cùng với Phương, cùng với ban tổ chức xuyên suốt lộ trình 3 năm. Xuyên suốt lộ trình 3 năm tập thay gân đổi cốt. Tại vì sao ạ? Tại vì cơ thể của mình á cả nhà, tất cả những tế bào trong cơ thể nó đều có một cái chu kỳ thay mới. Thì khoảng 3 năm
thì toàn bộ các tế bào trong cơ thể nó sẽ được thay mới hoàn toàn. Vậy thì khi mà hàng ngày chúng ta ăn uống, ngủ nghỉ và tập luyện, vậy thì tế bào nó sẽ được thay mới trong vòng 3 năm. Thì qua 3 năm á, cơ thể của chúng ta thành một cái cơ thể mới, nếu như các anh chị nghiêm túc. Và sẽ không ai thể hình dung được sau 3 năm sức khỏe của mình thay đổi như thế nào. Và chính mình cũng không thể hình dung được sau 3 năm cái diện của mình nó sẽ thay đổi như thế nào. Sức khỏe, sắc đẹp, cái diện, cái sự trẻ mới, tươi mới lại nữa. Điển hình là Phương. Phương tập đến thời điểm này có thể nói là một năm thôi cả nhà, nếu tính chung lại hết á, chung quy lại hết á, cộng lại hết khoảng tầm mới một năm thôi mà sức khỏe của Phương thay đổi rất là nhiều. Cái diện, sắc đẹp, trẻ, được nhiều người đánh giá là ngày càng trẻ hơn, ngày càng đẹp trai hơn, nên các anh chị cũng đồng hành ha. Các anh chị có thể cho một cái một dòng tin nhắn hay gì đó để chúng ta cùng nhau hào hứng đồng hành trong xuyên suốt 3 năm này. Biết ơn cả nhà. Rồi 21 ngày để chúng ta nhận hiện thực cùng chương trình của mình ở đây cả nhà. Mình sẽ nhận và chỉ hiện thực. Các anh chị học bên lớp thấu hiểu rồi, nội tâm này mình đã có nghe về cái nhận và chuyển hiện thực rồi đúng không ạ? Ở đây mình cũng vậy. Chúng ta cùng nhau nhận và chuyển hiện thực sức khỏe. Sức khỏe. Sức khỏe nha cả nhà. Sức khỏe và sắc đẹp. Tại vì trong lộ trình này tập á, có đẹp lên đó cả nhà. Tại vì khi một người nè tập cái qua thời gian nè, cái bụng nó gọn lại, cái bụng nó gọn lại, cái ngực cái nó to lên, cái mông nó cũng to lên, cái diện của mình, cái tướng mình nó đẹp lên, sắc đẹp của mình thay đổi, cái tướng thay đổi qua thời gian này, gương mặt nó trẻ hóa này, làn da nó trẻ hóa, nó sáng lên, làn da nó mịn lên ha. Một số anh chị á, hàng ngày vuốt mũi như thế này nè, cái sống mũi của mình nó cao lên, sống mũi nó cao lên, nên mình sẽ có luôn cả cái sắc đẹp ở đây một phần nào đó nha cả nhà. Rồi sức khỏe, chúng ta sẽ nhận cái hiện thực sức khỏe ở đây. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nhận và chuyển hiện thực về sức khỏe ở đây. Phương có cái gì thì Phương chuyển giao cho các anh chị cái đó ha. Khí nạp thì gần được cốt nạp cái sức khỏe của Phương. Rồi vậy thì trong xuyên suốt quá trình này á, thì chúng ta cũng sẽ có những giao lưu trong quá trình tập. Tại vì sao càng giao lưu ạ? Tại vì anh chị càng nhận, và những người đạt được cái sức khỏe thì càng chuyển đi, nhận và chuyển đi. Để những người chưa được khỏe được thì người ta sẽ nhận được, nhận được tới từ từ. Những người chuyển này nè, chuyển đi, giống như Phương là Phương khỏe này đúng không? Phương chuyển cho các anh chị, cái các anh chị tập ở trong đây các anh chị khỏe, cái các tiếp tục các anh chị chuyển, chuyển đó là giao luôn những cái hiện thực trong đây để những anh chị trong lớp mình sẽ nhận, nhận đi. Ví dụ một số anh chị là giao luôn với Phương á, tập qua thời gian cái bụng nè giảm đi cả chục cm, còn một số trường hợp là suy giãn kinh mạch tập cũng đã hết. Đó là một số trường hợp về bệnh lý. Còn một số người chia sẻ đó là chiều cao tăng lên, sức mạnh thay đổi, thì chúng ta sẽ ở đây sẽ cùng nhau giao lưu nhận và chuyển hiện thực. Nên các chị ngay những lúc này nè, mình đón nhận và lắng nghe những cái anh chị mình chia sẻ những hiện thực ở đây,
để mình có được một cái hiện thực, một cái hiện thực tốt đẹp, tốt đẹp về sức khỏe của mình, về sắc đẹp ha. Mình đồng ý ở đây ha cả nhà, đồng ý ở đây ha. Nên những anh chị nào mà tập mà chuyển hóa đó, nên các anh chị cứ giao lưu chia sẻ, giống như hồi nãy cô Tâm gì đó, cô Tâm ở đây Phương thấy có chị Lan Hương hả, giơ tay hả. Vâng, em chào thầy ạ. Thầy ơi, cho em hỏi một chút đi ạ. Bởi vì hôm nay là em cũng lần đầu tiên em vào học đi ạ. Thì thầy cho em hỏi là em cũng, tình trạng em cũng béo lắm, bụng em cũng to lắm. Thì em muốn hỏi thêm là ngoài việc mình tập thì mình có cần kết hợp chế độ ăn uống như thế nào không thầy nhỉ? Vâng ạ, em biết ơn thầy ạ. Thì từ từ đi, trong những ngày này thì Phương thường duyên thì Phương giao lưu thêm ha. Dạ vâng ạ, em biết ơn thầy ạ. Chị có học qua lớp thấu hiểu nội tâm chưa ta? Lớp thấu hiểu nội tâm thì em chỉ nghe file ghi âm được 2 khóa rồi. Đang nghe khóa 16 và khóa 17 ạ. Khóa 18 thì em chưa kịp đăng ký link, nhưng mà để em học trực tiếp em không muốn đăng ký học trực tiếp, nhưng mà lúc em biết thì là quá mất thời gian đăng ký rồi. Bây giờ buổi tối nha, chị lên học qua, ông qua cái kênh live của kênh Telegram á, vẫn học giống như Zoom, nhờ có cái là không có thể giao lưu phát biểu được thôi, vẫn nhìn thấy thầy và sư anh thầy chia sẻ. Vâng. Học đi, tới đây cũng học đi, chuẩn bị sắp thầy sẽ chia sẻ một cái công thức gọi là công thức cội nguồn cuộc sống. Chị nghe cái công thức này đi, chị sẽ nắm rõ được cái việc mà chị muốn hình dáng của mình như thế nào á nha. Tại vì một người á hình dáng chuẩn đẹp không á, không chỉ phụ thuộc vào chế độ ăn uống không, nó còn phụ thuộc vào yếu tố khác nữa. Yếu tố của mình dạ. Vâng, cảm ơn thầy ạ. Em hỏi thêm một chút, hôm trước em cũng có hỏi ban tổ chức, nhưng mà em cũng chưa biết là tối em vào Telegram thì em muốn nghe trực tiếp thì em vào xem như thế nào thầy nhỉ? Có cái trong Telegram á, nữa mọi người sẽ gửi lên. Ở đây anh chị nào có một cái kênh like của Telegram không, các chị giúp đỡ gửi lên chiếc Phương cho chị và để chị copy về tối chị và chị nghe. Dạ vâng ạ, vâng em biết ơn cả nhà. Không copy được thầy ơi, bởi vì trong Telegram gửi cho từ trường gửi cho người nào thì người đó vào thôi, cho gửi cho người khác là không vào được, bởi mỗi vào được chỉ vào một máy thôi, cái đấy phải từ ban tổ chức gửi tới mới được thầy ạ. Vậy hả? Vậy chắc nhờ chị liên hệ với ban tổ chức đi, số điện thoại hotline đó nhờ chị liên hệ đó ha. Thưa thầy ạ, thầy sao Tâm được chia sẻ được không ạ? Thưa thầy ạ. Thưa, chia sẻ về cái câu hỏi của cái chị vừa mới hỏi á, về cái bụng á. Gì hả? Dạ được không? Một chút thôi. Tâm thưa với thầy với mấy chị là Tâm biết về cái khóa thay gân nội cốt này của thầy Phương vào giữa tháng 9, là mới đây phải không ạ? Giữa tháng 9. Và bây giờ thầy vào đầu khóa thứ 3 mà Tâm tham gia. Và Tâm thưa với chị rằng Tâm sinh năm 60, năm nay Tâm 20 tuổi. Nếu chị nhìn Tâm hôm mà Tâm học thầy, chị sẽ thấy thương Tâm. Tâm rất là đau mỏi người, còn cái bụng á, da mặt, da bụng của Tâm nó chảy xuống của một người trên 60 tuổi. Nhưng hôm nay á, là mới có 40 mấy ngày thôi, chị tự tin đi. Tâm ăn rất giỏi và Tâm leo cầu thang, thậm chí Tâm ngồi lên đứng xuống không phải chống nữa. Còn da Tâm á, thì nó săn lại về phần bụng của Tâm á, là Tâm thấy rõ phần lườn eo của mình luôn á chị. Tâm chưa có học cái lớp thầy, lớp mà gì kiến tạo gì chị vừa mới nói, mà Tâm chỉ có học lớp của thầy Phương thôi đó. Chị tự tin đi chị, rất nhanh luôn. Dạ vâng, dạ, Tâm xin hết. Cảm ơn thầy. Cảm ơn mọi người đã nghe. Cảm ơn chị Tâm. Tại vì cảm ơn hiện thực rất là đẹp của chị. Tại vì trong những ngày này, lộ trình này á, Phương cũng sẽ có kiến tạo cái hình ảnh đẹp cho cả nhà mình. Rồi các anh chị đi những buổi này xong đi,
những buổi đầu là cả nhà mình sẽ nắm và hiểu được ha. Rồi ở đây chúng ta ngày hôm nay những anh chị người mới cũng như là những anh chị người cũ và cũng như chính Phương có mặt hiện diện ở đây vào những buổi trưa, thì mục tiêu của chúng ta mong muốn nhất là gì cả nhà? Các anh chị có thể gửi lên khung chat hoặc là các anh chị mở mic nói với Phương ạ. Mục tiêu, cái kỳ vọng các anh chị mong muốn nhất là gì? Thưa thầy, muốn học cái cơ thể khỏe mạnh toàn diện. Ngon quá. Rồi, rồi để tao mất thời gian ha. Ở đây chúng ta sẽ nhận về chỉ hiện thực về sức khỏe. Vậy thì các anh chị phải nắm được sức khỏe là gì? Sức khỏe. Sức khỏe là gì cả nhà? Sức khỏe là gì ạ? Theo các anh chị sức khỏe là gì? Các anh chị cứ thoải mái lên giao lưu, tại vì ở đây là mình để giao lưu chia sẻ với nhau chứ không phải là một lớp học mà dạy như này gì cả. Phương biết được những gì thì Phương chia sẻ cái đó ha, chứ Phương không có dạy gì cả ha cả nhà. Phương chuyển lại cho các anh chị thôi, Phương nhận được những gì Phương chuyển lại cho các anh chị. Là cả sức khỏe. Nào các anh chị, sai cũng im lặng hết vậy. Ngực nở em thon da xén. Sự thoải mái toàn diện về thể chất, tinh thần và xã hội. Thưa thầy, sức khỏe là vốn quý của con người. Quý của con người. Chị là người mới hả? Ủa chị Quý Lan. Dạ em mới học được mười mấy ngày đó thầy. Dạ, sức khỏe là vốn quý. Đúng, sức khỏe là một cái vốn quý mà nhiều người á. Thưa thầy là dạ. Sức khỏe là về vật chất, về an vui, về tinh thần, về xã hội. Dạ. Dạ. Cảm ơn bà Chính. Rất là biết ơn sự hiện diện của bà Chính. Vâng. Dạ. Hôm nay bà Chính ngon quá. Cái này là nhờ công của các thầy. Không có đâu. Bà Chính có phước báo. Bà Chính có phước báo tốt. Không có tụi con thì cũng sẽ có người khác thôi. Rồi, sức khỏe ha. Đây là một cái định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới với cả nhà. Phương xin phép được lấy cái định nghĩa Tổ chức Y tế Thế giới. Các anh chị có thể ghi lại. Sức khỏe là một trạng thái thoải mái, toàn diện về tinh thần, thể chất và xã hội. Không chỉ có thương tật và bệnh tật. Có thể là sức khỏe này nhiều anh chị đã biết được cái định nghĩa này, nhưng mà cũng có thể là nhiều anh chị chưa biết. Nhưng Phương cũng không ngại gì để lặp đi lặp lại ha. Để cho cả nhà mình nắm rõ. Sức khỏe là một trạng thái thoải mái. Một trạng thái thoải mái ha cả nhà. Toàn diện về tinh thần, thể chất và xã hội. Vậy thì có 3 yếu tố. Có 3 yếu tố để chúng ta phải đạt được về cái sức khỏe này. Không chỉ có thương tật và bệnh tật. Vậy thì con cái định nghĩa này ở đây nó rất là rõ rồi đó cả nhà. Đó là một người á, để có được một cái sức khỏe á, thì phải đạt được một cái trạng thái thoải mái,
toàn diện về tinh thần, về xã hội, về tương tác xã hội nào, rồi về thể chất nào, chứ không phải là một người chỉ có thương tật và bệnh tật, không chỉ có thương tật và bệnh tật. Thì ở đây á, để chúng ta không bị lầm tưởng đó là về cái việc mà chúng ta bệnh hoặc là không khỏe, chúng ta chỉ nghĩ đa phần là những người bị bất ổn về thương tật hoặc là bệnh tật. Khi chúng ta bệnh gì đó chúng ta mới nghĩ đó là mình không khỏe. Nhưng cả nhà ngẫm lại đi, một người á không có bị thương tật bệnh tật gì hết, về cái thể chất này là không có bị bệnh gì hết, nhưng người đó có thật sự khỏe hay không? Nếu như yếu tố về tinh thần của họ không được an vui, không được vui vẻ, rồi nếu như yếu tố về xã hội của họ, độ tương tác xã hội của họ kém, gặp con người không muốn giao lưu thì đâu có thoải mái đâu, gặp con người là khó ưa khó chịu mà, đúng không? Thì lúc này nội tâm của mình nó sân si lên thì các anh chị đâu có thật sự khỏe đâu. Rồi về thể chất, vậy thì một người nào đạt được yếu tố tinh thần em vui vẻ rồi có sự tương tác đi, nhưng mà về khía cạnh về thể chất bị bất ổn thì cũng không được. Ví dụ như ngày hôm nay là một cái điển hình của Phương. Phương hơi bị bất ổn một tí xíu về thể chất, đúng không? Hơi ho nhẹ trong quá trình giao lưu, vậy thì nó làm kém đi cái phần mà Phương tương tác với các anh chị về xã hội, và một phần nào đó nó làm ảnh hưởng đến tinh thần của mình. Tại vì thân bệnh nó gây mệt mỏi khó chịu thì nó làm ảnh hưởng đến, nó làm ảnh hưởng đến khía cạnh tinh thần. Ví dụ một người nào đó đang bị đau bụng nhức đầu đi, thì có phải nó làm ảnh hưởng đến khía cạnh về tinh thần không? Làm người mình khó chịu nè, lúc này đâu có mà thoải mái vui vẻ nổi, độ tương tác xã hội cũng kém đi đó. Vậy thì ba yếu tố này các anh chị hàng ngày á phải làm sao đạt được ba yếu tố này, về tinh thần nè, về xã hội, về thể chất nè, làm sao cho nó đạt được một cách thoải mái toàn diện, đạt được một cái cách thoải mái toàn diện. Vậy thì câu hỏi đặt ra đây, làm sao để tôi đạt được khía cạnh về tinh thần đây? Câu hỏi đặt ra đây, làm sao tôi đạt được khía cạnh về xã hội đây? Câu hỏi đặt ra đây, làm sao tôi đạt được khía cạnh về thể chất đây? Và thể chất về khía cạnh xã hội á, cả nhà, cái yếu tố này nó xã hội nè siêu quan trọng. Có một cuộc nghiên cứu của Đại học Harvard đó, họ nghiên cứu mấy chục năm về sức khỏe của một con người, về khía cạnh về mối quan hệ xã hội. Thì Phương có một cái đường link đó trên YouTube và các anh chị có thể xem và thấy được cái tầm quan trọng của yếu tố sức khỏe về mối quan hệ xã hội. Thì Phương sẽ gửi lên cho các anh chị ha, để các anh chị tham khảo thêm cái này. Phương sẽ gửi lên trong group hành trình 21 ngày thi ngăn bài cốt, để các anh chị tiện, các anh chị vào đó các anh chị xem. Rồi, vậy thì một người nào yếu tố xã hội nào, ở đây á Phương chia sẻ hơi sâu chút xíu. Những ai mà đã học qua lớp thấu hiểu nội tâm, yếu tố xã hội đó là sự tương tác giữa con người và con người, giữa con người và con người. Vậy thì á, con người là vốn của mình, con người là vốn. Vậy thì á, độ tương tác của mình với con người kém đi là mình không có còn độ tương tác nữa. Ví dụ á, hàng ngày chúng ta giao lưu á vài chục người, như ở trên đây là phải mấy trăm người đi, các anh chị giao lưu, các anh chị có được một cái vốn ở đây về con người, nhưng chúng ta không chịu tương tác, chúng ta không muốn giao lưu, không muốn kết nối con người, các anh chị đã mất đi cái vốn của mình, mất đi cái vốn của mình. Yếu tố xã hội này rất là quan trọng, mà con người á sẽ mang lại cho mình phước đức và công đức. Phước đức và công đức hay cả nhà? Phước đức và công đức. Rồi yếu tố tinh thần này á, một người mà càng đạt được yếu tố tinh thần này, đó là để có được cái sự an vui á, thì á phải cần có được công đức, có được cuộc sống vui vẻ hàng ngày phải có được phước đức. Vậy thì muốn có yếu tố tinh thần này á thì phải quay ngược lại, đó là sao?
kết nối với con người, tạo giá trị để tích lũy được công đức phúc đức, thì từ đó yếu tố tinh thần này nó có, yếu tố tinh thần này nó có, yếu tố thể chất này nó có. Tại sao yếu tố thể chất này nó có? Nên cái việc mà tương tác với con người quan trọng lắm á, tương tác với con người quan trọng lắm á cả nhà. Rồi để Phương vẽ cái này ra một cái tam giác mà để cả nhà mình nhớ, tam giác của sức khỏe của mình. Ở đây yếu tố tinh thần hay cả nhà, ở đây yếu tố xã hội. Ở đây yếu tố về thể chất. Rồi vậy thì chúng ta làm sao để luôn xuyên suốt có những yếu tố này á? Thì các anh chị yếu tố tinh thần á, yếu tố xã hội nè, cả nhà mình giúp đỡ Phương đó là hãy nghiêm túc tham gia lớp thấu hiểu nội tâm, kiến tạo an vui, để từ đó các anh chị mở ra được cái nhân sinh quan. Nhân sinh quan khi các anh chị nắm được ba cái hệ vi chiếu lớn ở trong đó, đó là công thức cội nguồn cuộc sống, cấu trúc con người và tam giác hiện thực, để các anh chị mở ra cái nhân sinh quan của mình, để từ đó làm lớn cái yếu tố xã hội, yếu tố tinh thần lên và yếu tố thể chất. Yếu tố thể chất rồi mấy khía cạnh về tinh thần này cả nhà, thì cả nhà là giúp Phương nó chăm sóc tinh thần ha. Về khía cạnh tinh thần thì các chị chăm sóc thì mình được an vui. An vui. Và khía cạnh xã hội á, thì cả nhà mình làm giúp Phương đó là để đạt được khía cạnh xã hội tốt á, thì càng có sự bao dung. Bao dung cho con người, để từ đó mối quan hệ xã hội của mình ngày càng tốt hơn. Bao dung cho con người ha, mình dùng cái bao dung. Rồi yếu tố về thể chất là cái thể chất hiện hữu cái cơ thể của mình đang ở đây nè, thì cái nhà mình dùng cái nguồn năng lượng của sự trân trọng biết ơn. Cả nhà mình hay đó là hay chia sẻ đó là trân trọng biết chia sẻ cái năng lượng đó, cái nguồn năng lượng vào đây tập có cái nguồn năng lượng đâu nè, thì cả nhà mình nhớ hàng ngày các anh chị làm giúp Phương ba cái nguồn năng lượng này sâu thẳm bên trong của mình, trong cái tâm của mình đó là khía cạnh tinh thần nè. Các anh chị dùng cái nguồn năng lượng của sự an vui, tâm an vui ha. Còn khía cạnh của nguồn năng lượng bên ngoài nó là lớp tánh người đó, các anh chị dùng sự bao dung để đối đãi với con người, bao dung để khi giao tiếp gặp con người. Rồi về thể chất cái cơ thể này á, thì mình dùng cái nguồn năng lượng của sự trân trọng biết ơn, tại vì cái nguồn năng lượng này giúp ta sở hữu hơn, ngày càng sở hữu hơn. Ví dụ như các anh chị trân trọng biết ơn tiền nè, thì tài chính tiền của mình ngày càng lớn hơn, càng nhiều hơn. Vậy thì sức khỏe của mình cũng vậy. Cả nhà mình có để ý á, một người nào đó mà không có cái sự trân trọng biết ơn cái cơ thể này nè, cái sức khỏe của họ ngày càng kém đi, ngày càng kém đi. Điển hình giống như là những người mà hay thích khi mà những cái lối sống không lành mạnh á, ăn nhậu là mọi cái nè, thì sức khỏe nó ngày càng kém đi. Vậy thì mình sẽ cái nguồn năng lượng trân trọng biết ơn cái cơ thể này, vì đã cho ta một cái sức khỏe, một cái cơ thể mà mình đang hiện hữu. Tại vì nhiều người ao ước được cơ thể như mình mà chưa có, nên các anh chị trân trọng. Thì với cái nguồn năng lượng này trân trọng á, nó sẽ tích lũy từ từ sức khỏe các anh chị sẽ thay đổi.
có một cái câu nói rất là hay, đó là người trân trọng á không sở hữu thì người sở hữu sẽ trân trọng. Trân trọng thì là sở hữu, trân trọng thì sở hữu hết cả nhà, trân trọng thì sở hữu. Biết ơn là phương hướng, trân trọng là sở hữu, biết ơn là phương hướng. Người trân trọng, người sở hữu không trân trọng thì người trân trọng sẽ sở hữu. Rồi vậy thì á, trong xuyên suốt những lộ trình này á, cả nhà giúp đỡ Phương đó là dùng cái tâm thái của mình, cái tâm thái an vui, tâm thái bao dung, tâm thái trân trọng biết ơn, để sức khỏe của chúng ta ngày càng khỏe mạnh hơn ha. Rồi cả nhà mình nắm được chỗ này không ạ? Nắm được chỗ này không cả nhà? Các anh chị nắm được chỗ này không ạ? Có thể phản hồi cho Phương biết để Phương qua. Nắm được ha. Rồi vậy thì cả nhà mình giúp đỡ Phương á, hàng ngày xuyên suốt hoặc là vào trong lớp tập thay gần được tốt, các anh chị giúp đỡ Phương đó là luôn luôn khởi cái sự trân trọng biết ơn đó. Khi mình tập không phải là trân trọng biết ơn Phương nha, không cần phải trân trọng biết ơn Phương, mà là hãy trân trọng biết ơn chính mình trước cái đã, cơ thể của mình, trân trọng biết ơn cơ thể chính mình, trân trọng biết ơn ba mẹ mình đã sinh ra mình, trân trọng biết ơn nhân mặt của mình, trân trọng biết ơn những người thân yêu của mình đã tạo ra cái bối cảnh cho mình tập để thuận lợi mình tập. Rồi trân trọng biết ơn những anh chị cùng nhau hiện hữu ở đây, các học viên ở đây. Tại vì sao cần trân trọng biết ơn ạ? Tại vì thông qua những anh chị đó mình có một cái bài học mới thông qua họ chia sẻ. Rồi thông qua những anh chị tập ở đây, họ có một cái chúng, mình có một cái chúng, cái nguồn năng lượng của mình. Thì các anh chị sẽ cảm thấy được, đó là khi các anh chị vào đây tập sẽ khác hơn với mình tập một mình. Tại vì chúng ta có cái chúng, nên các anh chị hãy trân trọng biết ơn những người ở đây. Rồi các anh chị trân trọng biết ơn tổ chức vậy thôi ha. Đặc biệt đó là trân trọng biết ơn nhân mạch của mình đó, người nhân mạch đã giới thiệu các anh chị đến đây, nhờ họ mà các anh chị biết đến một cái một cái môn mà các anh chị có thể kiến tạo lại được cái sức khỏe của mình. Rồi trân trọng và dựa trên sự nền tảng của an vui á, thì cái nguồn năng lượng đó, nguồn năng lượng rất là tốt hay cả nhà, nguồn năng lượng rất là tốt. Các anh chị chỉ cần khởi lên thôi, khởi cái nguồn năng lượng lên thôi. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ đi, ở đây mình sẽ đi yếu tố về thể chất hay cả nhà, đi yếu tố về thể chất, yếu tố tinh thần đó. Yếu tố xã hội thì có thầy Toàn lo rồi, có lớp thấu hiểu nội tâm có thầy Toàn lo cho các anh chị ạ. Yếu tố thể chất á, thì ở đây Phương hỗ trợ một phần, hỗ trợ một phần kèm theo, hỗ trợ một phần kèm theo. Thể chất, để các anh chị muốn thật sự giàu thể chất á, thì cả nhà mình á, tham gia tìm lớp thấu hiểu sức khỏe kiến tạo an vui. Tham gia lớp thấu hiểu sức khỏe kiến tạo an vui để cả nhà mình có thể mở rộng ra cái hệ vi chiếu, mở rộng ra nhiều góc nhìn để các anh chị có thể hỗ trợ sức khỏe cho mình tốt hơn. Ví dụ khi mà mình bị một trường hợp bất ổn nào đó, đến với đông y mà không hỗ trợ được, hoặc là các anh chị ở nhà làm dân gian mà không hỗ trợ không hết được, thì mình mở rộng ra thêm kiến thức đông y, tây y hay dinh dưỡng, thì lúc này các anh chị sẽ có nhiều cái cơ hội để mình khỏe mạnh hơn, nhiều cơ hội để khỏe mạnh hơn. Và ở đây yếu tố về thể chất này cả nhà, rất là may cho chúng ta ở đây các chuyên gia đã tổng hợp lại cho mình yếu tố về giàu thể chất,
Dạ phải chắc. Ở nhà mình ghi luôn đi. Mình sẽ phấn đấu vào thể chất. Yếu tố thứ nhất đó là tốc độ. Rồi yếu tố thứ hai đó là sức bền. Yếu tố thứ ba đó là sức mạnh. Rồi, yếu tố thứ tư đó là dẻo dài. Rồi, yếu tố thứ năm đó là sự thăng bằng. Mình sẽ làm giàu thể chất nha cả nhà. Năm yếu tố này: tốc độ, sức mạnh, sức bền nè, sức mạnh nè, dẻo dai nè, thăng bằng nè. Thì ở đây á, những anh chị nào chưa đạt được trong năm yếu tố này thì trong lộ trình này á, kỳ vọng chúng ta sẽ hoàn thiện và đạt được hết năm yếu tố này. Rồi những ai đã đạt được năm yếu tố này rồi á thì làm lớn lên nữa, làm lớn lên, làm lớn lên, làm lớn lên để mình giàu thể chất ngày càng giàu hơn. Những ai đã đạt được một khía cạnh nào rồi á thì chúng ta phấn đấu đạt những khía cạnh còn lại, đạt những khía cạnh còn lại. Vậy thì một người á cả nhà, một người mà có được sức mạnh á, chưa chắc họ đã có được cái sức bền, chưa chắc chỉ họ đã có được một cái sự dẻo dai hoặc là thăng bằng. Họ có thể cầm nắm một cái vật gì đó nặng lên thôi, nhưng chưa có được cái sức bền, họ chỉ mạnh ngay lúc đó thôi. Hoặc là họ chưa có được tốc độ. Vậy thì á, mình ở đây á, các anh chị muốn làm giàu cái thể chất của mình lên á, ngày càng khỏe, giàu thể chất lên, các anh chị phấn đấu năm cái tiêu chí này giúp Phương. Phấn đấu năm cái tiêu chí này. Hôm vừa rồi đi chương trình chuẩn hóa hình thể, trẻ hóa căn tâm ở Thanh Hóa cả nhà, chương trình du lịch sức khỏe của mình, thì các anh chị học viên ở đây á, các anh chị học viên á, nhận được cái sức mạnh của mình, nhận được cái sức mạnh của mình ngay tích tắc, ngay lúc mà các anh chị nhận khí, mở được khí hải, nhận được khí, cái sức mạnh thay đổi. Một người phụ nữ bình thường thôi mà có thể ẩm giác nặng hơn trọng lượng mình gấp đôi, 70-80 kg, hơn 100 kg. Chính Phương là người đã cho một người chị trải nghiệm, đó là chị mở được khí hải là xong hết rồi, đúng không? Chị mở khí hải xong hết rồi, nhận khí xong cả, khi chị bế Phương lên, khi chị đi một cái cách rất là đơn giản, xong rồi đúng không? Thêm một người nữa ôm phía trước, ôm phía sau, cầu đi, tức là người trước người sau, chị đi một cách rất là tỉnh bơi khi đã nhận được khí. Và nhiều bạn thanh niên lắm có thể cảm giác 2-300 kg, tại vì 2-3 người đàn ông á câu ôm lại cái cơ thể nè, các bạn đi, bạn đi rồi nè, đứng ngay một chỗ như thế này thôi, đứng một chỗ như thế này thôi, người phụ nữ bình thường á khi đã nhận được khí rồi đứng một chỗ như thế này thôi, cả chục người đứng phía sau đẩy không ngã, cả chục người đứng phía trước Phương như thế này đẩy không ngã, đẩy không ngã được. Khi mình có khí và hiểu cách nhận khí, cách chuyển khí đi thì ngay lúc đó sức mạnh rất là khủng khiếp, rất là khủng khiếp. Rồi phải là cái tay của mình là khi nhận khí rồi đúng không, đưa khí ra tay đúng không, một người nặng trọng lượng hơn mình là câu lên cái tay, có một người phía trước đặt lên cái bờ vai phía trước cái tay mình đây, là câu dẫn thẳng người lên luôn, là đi một cách rất là tỉnh bơ, xong rồi cánh tay rất là khỏe. Nên cả nhà mình đó, cả nhà mình chuẩn bị ngay cái lúc mà hay mà Phương để mất là để các anh chị tiện á, tiện giao lưu.
Chứ Phương không muốn khóa mắt. Cái nhà mình chuẩn bị ha, nhận được khí và sức mạnh. Sức mạnh tăng khủng khiếp ha, các chị một mạnh là mạnh đó. Rồi, vậy thì trong hành trình 21 ngày này là cả nhà, các anh chị nhận được sức mạnh rồi đúng không? Từ từ sẽ đến được cái sự thăng bằng của mình trong quá trình tập. Các anh chị sẽ có được cái sự thăng bằng. Rồi dẻo dai có không? Có. Tại vì chúng ta sẽ tập những cái bài tập khởi động nữa, các khớp cũng được mở ra, căn cơ nó giãn ra. Các anh chị có được sự dẻo dai. Rồi có được sức bền không? Có chưa? Vài bữa nữa các anh chị sẽ từ từ tập lăn cơ lưng. Ví dụ những ngày đầu chúng ta lăn 10 cái, 20 cái, như những ngày sau các anh chị có thể lăn mấy trăm cái. Rồi cả nhà mình có thể ra trải nghiệm cái việc chạy bộ. Chạy bộ ha. Rồi tốc độ cũng vậy luôn. Khi gân cơ nó được mạnh lên đó cả nhà, gân cơ nó được mạnh lên đó, tốc độ nó thay đổi. Các khớp nó được mở ra, tốc độ nó thay đổi. Các anh chị bứt tốc khi các anh chị có khí nữa. Vậy thì chúng ta phấn đấu cùng nhau làm giàu thể chất ha cả nhà. Làm giàu thể chất ha. Các anh chị đây cùng đồng hành với Phương giàu thể chất không? Có thể cho một nút like. Giàu thể chất ha. Cảm ơn cả nhà. Vậy thì bây giờ á về thể chất thì cái cơ thể mình đang hiện hữu nè cả nhà. Cái cơ thể mình đang hiện hữu ở đây nè. Cơ thể này đang hiện hữu nè. Cái thể chất của mình đây. Thì theo cả nhà mình đó, cơ thể này được cấu tạo từ đâu ạ? Những anh chị nào người cũ á biết rồi á thì có thể chậm tí xíu. Phương muốn các anh chị người mới có một cái nghi vấn và cũng như có một cái sự giao lưu của các anh chị người mới. Nè, có anh chị nhắn là đất nước khí lửa điện từ nè. Cơ thể được cấu tạo từ xương nè, gân cơ máu nè. Các anh chị cứ giao lưu lên đi ạ. Cái này phần này nó hay lắm. Các anh chị nắm được chỗ này á, hiểu được cái nguyên lý này nó hay lắm. Và các anh chị sẽ biết được tại sao mình tập càng ngày càng khỏe, càng ngày càng trẻ, càng đẹp kìa. Thành tứ đại nè, đất nước khí nhiệt nè, đất nước gió lửa. Các anh chị học giỏi quá. Năng lượng bát đại ngũ đại. Cái cơ thể vật chất mình đang hiện hữu là cả nhà, nhiều anh chị chia sẻ hay quá, Phương xin được chia sẻ lại ha. Đó là cơ thể mình được cấu tạo theo ngũ đại di cột, được cấu tạo bởi năm thể cả nhà. Thể thứ nhất là thể đất. Thể thứ hai là thể nước. Thể đất này các anh chị có thể hiểu một cách đó là dinh dưỡng. Tại vì những gì mà chúng ta ăn uống hàng ngày á, gạo nè, thịt, cá, rau củ nó cũng phát sinh từ đất. Rồi nước. Thể thứ ba đó là thể khí. Thể thứ tư đó là thể lửa. Thể lửa ở đây đó là thân nhiệt cả nhà. Thân nhiệt. Thể thứ năm đó là thể điện từ. Yếu tố điện từ này quan trọng lắm đó cả nhà. Thể thứ năm là thể điện từ.
Vậy thì cơ thể của mình có năm thể: đất, nước, khí, lửa và điện từ. Đất, nước, khí, lửa, điện từ. Rồi, nếu như chúng ta hiểu sâu hơn á, thì đó là bát đại duyên hợp, đó là tâm tánh tình như các anh chị đã học qua thông qua cái cấu trúc con người, thì bên trong của chúng ta có tâm, có tánh và có tình. Và ai hiểu sâu hơn nữa, đó là khi một thể cũ đại, đó là có luôn cả cái điện từ quang nữa. Nhưng ở đây chúng ta chỉ nói đến đây thôi. Tâm tánh tình. Rồi, tâm á, thì các anh chị bây giờ mình vào ha, cơ thể của mình nè, Phương đang nói từ bên trong ra luôn á, từ bên trong ra đến cái cơ thể hiện thủ nè. Cơ thể hiện thủ của mình đang ở đây nè, đất, nước, khí, lửa và điện từ. Nhưng nó còn sâu bên trong, đó là tâm tánh tình. Vậy thì bên trong chúng ta các anh chị, với tâm á, thì hàng ngày các anh chị an vui. Rồi với tánh á, thì các anh chị có sự bao dung. Tánh người á, lớp tình á, thì có sự trân trọng, biết ơn. Phương xin phép biết tắt ha. Tánh người có sự bao dung là sao? Khi hiểu được tánh người, mỗi người mỗi tánh, ai cũng có 16 thứ tánh hết, ai cũng có 16 thứ tánh. Và những cái tánh này nó phức hợp lại tạo nên một cái tôi của một con người. Nên khi các anh chị á, đây là Phương nói, cả nhà mình nắm cái này yếu tố mà tương tác xã hội ha. Ví dụ khi các anh chị vừa gặp Phương à, vừa lên gặp Phương, mở màn hình lên gặp Phương, những chị người mới cái thấy Phương, các anh chị hãy dùng lớp tình, lớp tình bên ngoài á, sự cảm xúc á, thì các anh chị dùng cái sự trân trọng và biết ơn, trân trọng biết ơn sự hiện sự hiện diện của Phương, hoặc là Phương, hoặc là những người khác mà các anh chị nhìn thấy, các anh chị nhìn thấy con của mình, trân trọng biết ơn sự hiện diện của con mình, vợ mình, chồng mình, đối tác, đồng nghiệp của mình, con người, tức là con người. À, các anh chị dùng cái lớp tình của mình, sự trân trọng biết ơn, chứ đừng có dùng cái sự oán trách hay là giận dữ hay là ghét bỏ, tại vì những cái yếu tố đó nó không mang đến lợi ích cho mình. Cái nguồn năng lượng của sự trân trọng biết ơn thì nó mang đến cho mình cái sự bồi tăng hơn. Tại vì sao? Khi các anh chị có sự trân trọng biết ơn á, thì người ta càng đến với mình hơn. Trân trọng biết ơn tri thức thì tri thức nó đến, trân trọng biết ơn con người thì con người sẽ đến với mình. Còn khi các anh chị ghét bỏ rồi thì nguồn năng lượng đó nó cách xa ra, thì cái sự tương tác của con người nó không còn nữa. Rồi nếu mà lúc này nè gặp mà mình không có chút cảm xúc gì rồi, khó ưa rồi, không có sự trân trọng biết ơn à, chịu không được rồi đúng không? Lúc này đi vào lớp tánh của mình, 16 tánh người, thì các anh chị biết con người ai cũng có tánh, biết họ có cái tôi như vậy rồi, biết Phương có cái tôi như vậy rồi, biết Phương là cái tôi của Phương như vậy rồi, cái phong cách nói chuyện nó như vậy rồi. Thôi các anh chị bao dung đi, bao dung cho Phương, thấy Phương không có vấn đề gì hết, bao dung cho Phương, tại vì tánh của người ta như vậy mà đúng không? Bao dung đi, bao dung như là các anh chị sẽ không thấy cái vấn đề của Phương ha. Bao dung để chúng ta giữ lại được cái mối quan hệ này. Nếu như các anh chị không bao dung được nữa, các anh chị bỏ đi à, coi như chúng ta cắt đi cái mối quan hệ này. Cả nhà hiểu ý Phương nói không? Để mình giữ lại được cái mối quan hệ, bao dung, bao dung. Và nếu như bao dung không nổi nữa thì các anh chị đi vào lớp tâm, lớp tâm của mình, đó là an vui. An vui coi như lúc này là tánh không luôn, tánh không luôn, an vui với cái người đó ha. Vậy thì hàng ngày á, gặp con người á, thì các anh chị có sự trân trọng biết ơn. Gặp con của mình cũng vậy, hay gặp ai cũng vậy, không được nữa thì bao dung. Con nó làm một cái việc gì đó lầm lỗi đúng không, các anh chị bao dung,
hôm nào Phương lỡ mà Phương lên đất hơi muộn tí xíu, Phương mở nhạc không kịp, mở giờ không kịp á, thì các chị à bóc cái này ra bao dung cho Phương hả? À, được không? Bao dung cho Phương. Nếu như các chị không bao dung á thì nó có hai cái nó sẽ xảy ra, ảnh hưởng đến cho chính các chị và ảnh hưởng cho Phương, đó là ảnh hưởng cái nguồn điện từ này đó. Cái nguồn điện từ này nó làm ảnh hưởng điện từ, lúc này các chị không bao dung được, các chị sẽ sân si lên, khó chịu lên, ảnh hưởng đến cái điện từ, ảnh hưởng đến điện từ. Thì khi các chị biết là điện từ á mà nó bị ảnh hưởng, khi các chị có phải nghe nói là giận dữ á thì lâu ngày ảnh hưởng đến sức khỏe không? Giận dữ ảnh hưởng đến lá gan của mình. Thì từ từ cái điện từ này nè mà nó thấp á, qua thời gian ảnh hưởng đến sức khỏe của mình ngay lúc đó luôn. Chính Phương cũng vậy, Phương cũng sẽ bị mất phước báo nếu như các anh chị sân si của anh trách Phương. Tại sao? Tại sao giờ này mà chưa mở Zoom lên để tập? À, Phương nói đây để các anh chị nắm được chỗ này. Bao dung. Rồi, năm thể này, ba yếu tố này, tâm tánh tình, nó sẽ quyết định cái điện từ của mình, nó sẽ quyết định cái điện từ của mình, nó quyết định cái điện từ của mình hay cả nhà. Rồi vậy hàng ngày chúng ta làm sao cân bằng được năm yếu tố này đối với cái cơ thể của mình là cả nhà, cái thân của mình đang hiện hữu nè, đất nước khí lửa điện từ. Vậy thì á, những ai tập trung về đất và dinh dưỡng nhưng mà không tập trung về yếu tố nước thì sự hấp thụ dinh dưỡng nó cũng kém. Ai mà tập trung về đất nước và khí nó thiếu thì nó cũng kém, nó cũng bị thiếu cân bằng đi, thiếu khí, thiếu oxy. Ai mà thân nhiệt kém thì cho dù các anh chị có ăn uống như thế nào sự hấp thu cũng kém, tại vì cái thân nhiệt của mình nó không đủ cái sự nhiệt á để nó chuyển hóa cái dinh dưỡng. Rồi ai mà bị rối loạn điện từ cho dù có uống dinh dưỡng, uống thuốc cỡ nào chăng nữa cũng không thể nào khỏe được, tại vì điện từ của mình đang bị rối loạn. Việc đầu tiên là các chị phải giải quyết cái điện từ. Để giải quyết được cái điện từ này thì quay lại giải quyết cái tâm tánh tịnh. Tâm tánh tịnh thì sẽ giải quyết được cái điện từ, là giải quyết cái nhân sinh quan á cả nhà, nhân sinh quan trong lớp thấu hiểu nội tâm. Rồi vậy thì một người là thân nhiệt chỗ này là cả nhà, chỗ này thân nhiệt này quan trọng lắm. Các anh chị được giúp đỡ Phương á, gửi cái đường link vào trong group hành trình 21 ngày thay gan đổi cốt giúp Phương á, để Phương chỉnh cái cam quay lên cao nữa. Để cả nhà mình vào đây nhận cái clip hướng dẫn tắm đúng cách, uống nước đúng cách, và có một cái clip gọi là clip lấy lạnh. Thì khi các chị cái thân nhiệt của mình bị bất ổn nè, những người bị nhiễm lạnh nè, nhiễm lạnh lâu năm nè, làm ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình đó. Tại vì cái thân nhiệt, cái lửa ở đây của mình đang bị kém nè, cái lò lửa của mình đang kém thì làm sao mình đun nấu được, đúng không? Thì cho dù các chị có ăn uống cỡ nào vô đi chăng nữa, cái thân nhiệt nó kém thì nó không chuyển hóa được thức ăn. Một người nè gặp nước là sợ, gặp quẹt là sợ, là những người đang ăn nhiễm lạnh rồi hay ớn lạnh thôi nè. Thì các anh chị vào đây để lấy những cái clip này mà mình tự chăm sóc cho mình ha. Rồi nhà ai có cái đường link vào group á, các anh chị gửi lên giúp Phương á. Alo, em chào thầy Phương. Dạ thầy ơi, thầy cho em hỏi với ạ. Em bị nằm ngủ bị thay tư sai tư thế mà cái cổ của em bị đau ấy, thì thầy làm cách nào cho nhanh cho đỡ được, đỡ mỏi đỡ đau thầy nhỉ? Thì chỉ cách em với ạ. Đưa cái nhiệt này vô nè chị. Đưa cái nhiệt này vô nè. Chị hỏi ngay đúng lúc nó bị nhiệt luôn ha. lấy máy sấy sấy vô. Lấy máy sấy sấy vô và lấy túi chườm nóng, đá nóng gì đó chườm lên. Dạ. Thầy ơi, thế là lấy máy sấy mình sấy trực tiếp ở chỗ mình bị mỏi và đau đấy ạ?
Đúng rồi, tại vì khi nhiệt vào á thì lúc này khí huyết nó được lưu thông, khí huyết nó được lưu thông. Tại vì khi thân nhiệt mà các chị kém đi á thì á, lúc này á cái cơ thể của mình máu huyết nó không lưu thông được thì nó sẽ sinh ra những điểm tắc. Thế thì mình lấy máy sấy, mình sấy cái lóng chứ thầy nhở? Mình bật chế độ lóng mình sấy trực tiếp vào, thầy có phải bôi dầu kèm theo hay là sao không ạ? Có dưỡng thể thì nó không ảnh hưởng da của mình, các anh chị để cái tầm khoảng khoảng cách xa xa tí xíu, thân nhiệt đi vào ấm ấm từ từ đi vào để nó không bị ảnh hưởng cái da. Dạ, có biết anh thầy ạ, có biết anh thầy nhiều ạ. Từ từ đó, còn nếu như mà làm đốt sống cổ á, nếu mà sấy mà sấy xong rồi chị khởi động ha, khởi động cổ, các bạn khởi động cổ, căng giãn cơ cổ ra. Còn nếu không hết thì đi đến nơi trung tâm nắng chỉnh nè, nó sẽ rơi vào trường hợp là đốt sống. Rồi, bây giờ yếu tố điện từ ở đây, hàng ngày các anh chị vào đây giúp đỡ Phương đó là nâng cái tần số rung động năng lượng của mình lên, nâng tần số rung động năng lượng của mình lên. Tại vì cái này quan trọng lắm, Phương chia sẻ chỗ này ha. Điện từ á thì các anh chị có điện từ âm và điện từ dương và điện từ cân bằng. Âm dương, cân bằng hay là trạng thái điện từ âm, điện từ dương, điện từ cân bằng, đây là trạng thái rung động điện từ nội tâm của mình hay cả nhà, trạng thái rung động điện từ nội tâm của mình. Vậy thì khi nào trạng thái rung động điện từ nội tâm, Phương xin phép tiếp tắt ha, Phương xin phép tiếp tắt trạng thái rung động điện từ nội tâm thì nó sẽ có điện từ âm, điện từ dương và điện từ cân bằng. Cả nhà mình nắm chỗ này để các anh chị tập thay gan đổi cốt á, nó đạt được yếu tố chuyển hóa nhanh, nó sẽ quyết định cái tần số rung động năng lượng của mình. Tôi xin phép tiếp tắt luôn ha. Tần số rung động năng lượng. Rồi, với tần số rung động năng lượng này á thì nó sẽ có thấp, cao và siêu cao. Các anh chị thường thấy nè, cái năng lượng của mình á, các anh chị phải hay nghe nói là năng lượng của mình thấp, cái là tụt năng lượng, là coi như các anh chị không có sức sống rồi đúng không? Ai có năng lượng cao là người đó thấy được khỏe, là thu hút được mọi cái tiền bạc vật chất nè. Vậy thì khi một người mà đang bị bất ổn về sức khỏe cả nhà, thì mình thấy cái năng lượng của họ thấp không? Năng lượng thấp. Một người khỏe mạnh thì năng lượng của họ cao, một người gắt gắt khỏe mạnh nữa năng lượng nó họ rất là siêu siêu cao. Vậy thì khi các chị đạt được yếu tố năng lượng cao và siêu cao đó, ở đây các chị đã học và thông qua lớp thấu hiểu nội tâm á, các chị sẽ hiểu chỗ này rất rõ. Thì cả nhà mình sẽ mở ra được cái nhân sinh quan, thế giới quan, vũ trụ quan, ở đây nhân sinh quan thôi. Và các anh chị mở ra được cái sức khỏe của mình, thay đổi sức khỏe. Ở đây Phương chỉ nói về góc độ sức khỏe ha. Vậy thì khi một người đang bệnh á thì cái tần số rung động của họ đang thấp,
thì thầy điện từ âm này nè, âm này nè, nó quyết định cái tần số âm đậm thấp, điện từ dương nó quyết định cái tần số âm đậm cao, điện từ cân bằng nó quyết định cái tần số âm đậm năng lượng siêu cao. Vậy thì hàng ngày ở đây chúng ta làm sao phải xuyên suốt giữ được cái tần số rung động cao và siêu cao ở đây, tần số rung động năng lượng cao và siêu cao, để từ đó sức khỏe của mình đó ngày càng khỏe mạnh hơn khi các anh chị vào đây tập. Rồi cả nhà mình nhớ hồi nãy Phương có chia sẻ ba cái tâm thái không? An vui, bao dung, trân trọng và biết ơn, là nó cho yếu tố của tần số rung động năng lượng cao và siêu cao. Ai có được sự an vui á là yếu tố điện từ cân bằng này nè, đưa về cân bằng nè, là sẽ có được cái nguồn năng lượng của siêu cao. Rồi ai mà có được sự bao dung, có được sự trân trọng biết ơn, đó là điện từ dương, điện từ dương trong cơ thể, nó sẽ có được cái tần số rung động năng lượng ở mức cao. Thì từ đó các anh chị tập một cái gì á một lần thôi, gấp hơn gấp người ta cả 10 đến 20 lần hoặc là cả 100 lần so với những người khác. Cả nhà mình có thể vào nghe lại ghi âm của tối hôm qua hoặc hôm trước để các chị nắm được chỗ này nè, tần số rung động năng lượng của bên lớp thấu hiểu nội tâm á, để các anh chị hàng ngày vào đây tập chuyển hóa cho nó nhanh. Rồi vậy thì một người đang bị bất ổn về sức khỏe là cả nhà, đang bị bất ổn về sức khỏe có phải là họ đang ở tần số rung động thấp không? Điện từ của họ đang âm đúng không? Điện từ đang âm, ở đây là âm nè, ở đây là không nè, ở đây là dương nè. Vậy thì một người đang ở âm mà muốn lên dương, tức là đang ở bị bất ổn sức khỏe, đang bệnh muốn lên khỏe, thì việc đầu tiên á các anh chị phải đưa về sự cân bằng, đưa về không trước cái đã. Đang ở số âm đúng không, thì các anh chị đưa về số không, đưa về mo, đưa về số không, thì lúc này các anh chị đưa về trạng thái cân bằng rồi, lúc này chúng ta sẽ khởi dương lên, đưa lên dương. Vậy thì một người đang bị bất ổn là điện từ đang âm nè, các anh chị làm sao đưa về